Chị xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn. Dạ cả nhà. Thì ngày hôm qua là gia đình của Diền với thím ba đi giải cứu 2 tấn dưa hấu nha cả nhà. Nhưng mà chủ thì trồng năm nay thất thu chỉ có 1 tấn 659 kg thôi à. Thì hôm nay là được sự hỗ trợ của là cô Hằng với chú Cảnh gửi tặng đến cho bà con. Thì hôm nay là bên xóm ở của Diền sẽ gửi tặng là phân nửa, còn phân nửa thì bé Tiền sẽ đem đi chỗ khác tặng nha ông bà cô chú. Thì trước khi gửi tặng cho bà con thì con cũng có đôi lời cảm ơn đến cô chú rất là nhiều nha, đã quan tâm đến bà con ở xóm. Thì cô cũng đặc biệt hôm nay là cũng dành tặng cho mấy chú ở Lò Sấy với mấy cô ở xưởng bọc nữa. Giờ mấy thím cháu sẽ vô dưa hấu, mỗi một người vậy là được 5 kg. Giả lại là cô cũng có dặn là gửi tặng cho gia đình mỗi một người là 8 trái dưa hấu với bát sáo. Với cô cũng đặc biệt là gửi tặng cho mấy chú làm nhà từ thiện á, như gửi chú Tùng với chú Linh đồ phải không Tiền? Thì con cũng thay mặt cho tất cả bà con với gia đình một lần nữa cảm ơn cô chú rất là nhiều luôn. Chúc cô chú lúc nào cũng vui vẻ, thành công trong cuộc sống lẫn công việc luôn nha cô chú. Giờ mấy thím cháu sẽ vô dưa hấu để chuẩn bị tặng cho mấy chú làm ở Lò Sấy trước. Tại vì giờ này thì mấy chú cũng chuẩn bị ra ca rồi. Cái này sao mình dùng xe đẩy xuống dưới hay là sao? Ở đây chút mấy chú về ngang cái mấy chú lấy à. Còn mấy chú vô? Mấy chú vô cũng xuống lấy rồi lại vậy ha. Mấy chú không có làm đó thì mình à. Mấy chú chạy lên. À. Đua 5 kg là được 2 4 6 trái. Cái nhỏ kiếm gì? Có ông ơi. Cho sớm luôn. Mình cho nó xuống à, lột sấy sẽ bọc. Để lên đi. Bự nhỏ lộn xộn như ba. Đi bán không? Gửi cho Út nha. Đây. Thằng gặp thằng cầm tiền nó kêu kìa. Dạ, hôm nay được cô Hằng với chú Cảnh gửi tặng. Rồi, cảm ơn cô Hằng, chú Cảnh luôn. Dạ. Tiền nó kêu ba biết đâu. Trời ơi, nhìn thằng báo. Đó vậy. Để thấy thì bà con thì ai nhận thì cứ gửi tặng. Rồi mình dư chút đỉnh không sao đấy ba, cái này đâu mình đâu có chuẩn được, đâu có căn chuẩn được như là xoài. Dạ đây cho con gửi giúp cô ơi, hôm nay cô Hằng chú Cảnh gửi tặng nha. Đây từ từ con, đây cảm ơn. Rồi giỏi. Đây cảm ơn. Giỏi chị hai đứa chung nhà nha. Ờ bố Út. Đây con gửi nha bố Út nha, chúc bố Út ngon miệng luôn nha. Dạ đây con gửi. Yếu chút mà nhỏ chút cũng sao ấy. Yếu chút cũng không sao ấy mà. Dạ bác Nam. Đây bữa nay có đi làm không bác Nam? Có đúng rồi nghe. Dạ bác Nam thông báo mấy cô chú ở dưới là lấy giùm con nha. Dạ, yêu hết xưởng bọc luôn nha bác Nam. Dạ đây cho con gặn tặng cô ơi. Dạ cảm ơn chú Giang. Giờ đây ra ca chưa chú? Ra ha. Chị đưa cho bác chị. Dạ đợi con chút nha bà hai. Nè bác hai mày đi. Đây. Mấy chú là xoay ơi, dưa hấu. Để giùm chút nghe mấy chú. Cảm rồi chúc bà hai ngon miệng luôn nha. Bây giờ bị bà lên dốc nữa. Dạ từ từ nhẹ nhẹ bể. Bác Út ơi
cứu trợ. Cứu trợ Út ơi, tiếp Út ơi. Nhẹ nhẹ không mà không phải xài. Rồi cho con gửi nha. Hôm nay là được cô Hằng với chú Cảnh gửi tặng nha mấy chú. Với là chúc sức khỏe đến mấy chú nha. Giờ bắt Út cũng lên. Lụm vô bắt Út ơi, lụm vô, lụm vô, lụm vô. Bây giờ lụm vô bóng là hai tôi căng. Nè 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 nè, lụm dưới kìa. Rồi con gửi tặng cho chú luôn nha. Chú gửi nữa. Thôi gửi quá. Đủ rồi. Chị vậy, vậy? Đó, thì nói chỉ gửi là để chém mẹ là đủ rồi. Rồi. Rồi, đây con gửi tặng cho chú. Giờ này ra ca hả chú? Đủ chưa? Nè. Rồi, rồi. Rồi. Dưa hấu, dưa hấu nè. Nè, cô Hằng chú Cảnh tặng nha. Ai ăn ghé lấy. Giờ này là mấy chú. Bỏ hai chờ chút nha cô Hai. Rồi, cảm ơn. Dạ. Rồi đủ luôn. Chưa bốc rồi bà bốc nhanh vậy. Này mấy chú ra ca hết chưa mấy chú? Dạ. Đây con gửi Út ơi. Rồi nó chén lên. Ra ca đi về đi ra ca lại đây làm gì qua. Dạ. Hỏi ra ca. Không chú nói hay đồng vườn quá. Đồng quá vườn. Đây cho con gửi luôn chú ơi. Rồi. Mỗi người 5kg ăn nó ngã. Ủa được chú. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đủ rồi. Chưa đủ à, chúc chú ngon miệng luôn nha. Rồi giờ này. Rồi. Cảm ơn cô Hằng chú cả luôn. Đừng bốc cái tờ đó cầm được rồi. Rồi, con gửi luôn nha chú. Chúc chú ngon miệng luôn nha. Rồi hôm nay rất là vui. Không có bọc là đi ra không hả? Dành bọc đó. Chắc này là mấy chú tự vô dành bọc luôn rồi. Bà dính cái gỗ đi Út, bà dính cái gỗ con đi Út, để nó gá gá thôi nha, đừng có nhặn xuống nha. Rồi, chúc chú ngon, ủa chú Nam hả? Chúc chú ngon miệng luôn nha. Bự này đi. Ừ, bự đó đi. Rồi, nhanh. Dành dư luôn, đủ rồi đó. Rồi. Dừng quá, dừng quá. Rồi, chúc chị ngon miệng luôn nha. Quá, quá, quá đau rồi. Cái này đi. Rồi. Đây rồi. Bao ngọt nha mấy chú. Tuy nhỏ nhưng mà nó có vỏ đó nghe. Cảm ơn. Dạ. Vỏ đầy mình đó. Vỏ đầy mình đó. Hai trái rồi. Rồi, con kể chú. Rồi rồi con trai. Đây đây đây. Được chưa? Dạ cả số hàng cũng con nghe thôi. Rồi, chúc chú ngon miệng luôn nha. Trái nữa đi. Đừng gấp. Trơn quá nó bốc lưỡng rồi. Nó bốc hới à. Rồi con gửi chúc chú ngon miệng nha. Bạn biết đây à. Đây chứ. À, cho. Rồi cho bà trước gửi. Cảm ơn quý cô. Dạ, hôm nay được cô Hằng chú Cảnh gửi tặng. Ôi ôi mấy chú giờ này lên đông quá, mấy chị em làm không kịp luôn. Dạ. Đứng xếp hàng giùm em đi chị. Từ từ, từ từ, từ từ, ai tới trước, quay trước nha. Thấy bà ba luôn rồi. Rồi, rồi. Rồi, cho chú đi làm. Vô ca hả chú? Ủa chú làm hồ mà. Dạ rồi, chúc chú ngon miệng luôn nha. Nó thấy bà ba rồi. Nó thấy bà ba luôn rồi. Nó thấy bà ba rồi. Này, này, nhanh, nhanh. Nhanh, nhanh. Rồi, dư 300-400 không à. Không sao. Rồi, dư mà không tội. Bà Út vô lấy cái dao lận thẻo lại. Được chưa? Rồi, ông này đây. Rồi. Ủa, con trái rồi nè. Thúi hay vậy? Ừ. Thúi à? Rồi, cảm ơn. Dạ, gọi chú. Chị vô hàng giùm em đi, chị tới trước lấy rồi. Trước nha. Rồi. Rồi. Dạ, chú. Bà Út không sao, không sao, không sao. Không có dịnh nha. Không có đụng cái này. Đúng chưa kìa, nhìn. Nhanh, 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 nhanh. 6kg, 5kg à, chết chưa được. Rồi, con gửi chú. Hoài ngồi 6kg. Rồi, trái được cái tiền. Chưa? Được. Rồi, chúc ngon miệng luôn nha. Cảm ơn nha. Dạ. Nhanh.
nhanh. Vô. Ký nữa, nữa ký nữa đó. Rồi nữa. Rồi nữa ký rồi. Rồi, cảm ơn. Rồi, chúc chú ngon miệng luôn. Chưa. Rồi. Ủa mấy trái này bóng lưỡng nè. Rồi, chúc chị ngon miệng luôn nha. Nhanh. Nhanh. Trái ký nữa, nửa ký nữa. Nửa ký nữa ha, rồi. Cái nổi này đi. Sao? Trái này dễ hơn. Đem hai cái nhỏ vô. Rồi. Nhỏ đây. Yeah. Rồi. Cho bà rồi, rồi chúc cô ngon miệng luôn. Út. Giờ tính đem lên chảnh trò dán đây út xuống rồi khỏi đem. Được chưa? Rồi. Rồi. Rồi con gửi cho ông ngon miệng luôn nha. Ông ba. Rồi. Hay quá. Hay quá, đúng bòn gì đó. Quá. Hơn. Rồi, dạ. Cái con. Cái con. Rồi, rồi. Rồi, rồi chúc con ngon miệng luôn nha. Cảm ơn. Rồi, lấy cái này đi. Rồi. Ok. Rồi, chúc chú ngon miệng. Ai vậy? Cái này ký lại lên đó đi. Bà con có bé lửa. Rồi. Vậy hả? Đủ chưa? Rồi. Rồi chúc con ngon miệng luôn nha. Rồi. Rồi. Rồi chúc chú ngon miệng luôn nha. Dạ. Chưa có phân chừa cho bác Sáu đúng không? Chưa. Bác Sáu 8 trái. Con dặn là bác Sáu mà nội với ba với nhà đó. Nhớ mấy bạn đi. 8 trái đó. Rồi. Rồi. Dạ. Chúc chú ngon miệng luôn nha. Ủa mẹ còn trái này. Chú ơi còn trái chú ơi. Rồi. Đừng có tao đầy bọc. Viên trái này bỏ bọc viên trái trái vàng. Viên trái. Còn không? Dạ. Một người à con. Con lấy cái bọc giùm cô đi. Con lấy cái bọc. Lấy bọc vô. Có mặt là có mặt nha con gái ơi. Nè. Con thằng ơi con có dạng. Một cái bự. Rồi chúc con ngon miệng luôn nha. Để lên tiền. Được chưa? Bự rồi, dư rồi. Rồi. Gì hả? Rồi đây cho con gửi đến bà. Được, đầy được. Lát lượm mấy cái vỏ để vô thêm. Hai bà Sáu. Rồi. Mới đi chợ về. Vậy hả? Bữa nay mua gì ăn? Về có dưa hấu nè, về khỏi nấu canh. Rồi, rồi chúc bà Sáu ngon miệng luôn nha. Rồi lên luôn, lên luôn, lên luôn. Lên luôn. Của ai ơi. Có giác rồi không con? Có đẻ xuống không? Ai đẻ? Ủa, có đẻ không? Trời, chúc có hai ngon miệng luôn nha. Lấy cái bọc giùm con cái cô. Rồi, vô luôn. Nè, cô bành bọc cái giùm con đi, con lụm vô cho nó nhanh. Rồi, chúc cho ngon miệng luôn. Vô, vô, vô. Rồi. Rồi, rồi. Cho chị nhớ lại. Nè, bà muốn cho giác chú thì cái bự đó. Chị vô lấy giùm em chị. Mà chắc ra ngoài đi, mất người ta đợi chị. Đâu rồi? Nè. Cận trái đó đây. Nào? Ừ. Cấp chặn lên rồi. Rồi, cảm ơn chị. Đi, đi, đi. Rồi, rồi. Con có cảm ơn không? Yếu chút cũng sao đâu, tại vì miếng bọc kia cũng dư qua. Lấy bọc con, lấy bọc bánh bọc kia. Cho mình đâu có cần. Lấy bọc chính xác. Lấy bọc đi, mấy con ơi. Bỏ xuống dưới luôn đi bà Út. Bành bọc ra con. Không đủ. Đủ luôn. Khác nha. Rồi đây. Rồi. Cứ gãi con. Rồi gãi. Rồi nè con. Lấy bọc giùm em chị ba. Là em vô cho nó nhanh. Chị bành bọc giùm em đi. Cầm nha. Rồi. Cầm đó. Để vô tiền. Rồi gửi chú ơi, chú hả? Rồi gửi chú.
Rồi chúc chị ngon miệng luôn nha. Cô Thơ là cho cô Thơ trước luôn ha. Cảm ơn luôn. Rồi rồi chúc chị ngon miệng luôn. Đủ rồi. Cái này giống như trái gì? Trái gì? Trái hút nốt hay là bắp lạc? Trái trái hút nốt ha. Sao chị hậu tỏa trái hút nốt? Đây cho con gửi luôn chính ơi. Cảm ơn nha. Vô mấy chú ơi. Rồi. Rồi bắp chốt. Bỏ vô còn đưa cầm tay nữa mới chịu. Đánh trái lên đi. Ủa đủ chưa? Ủa này đủ hả? Tử nó coi nữa. Rồi chúc chú ngon miệng luôn nha. Dạ. Cầm hai trái chú bổ. Đúng chưa? Ờ ừ. Giả bộ vượt tay lần có ăn nha. Rồi gửi chú luôn nha. Ok để cho mọi người vô đi. Rồi. Được chưa? Rồi. Dạ. Cái này bị úng quá mà hai mấy cái đó mình lời. Rồi cho em gửi cho chị luôn nè chị ơi. Cảm ơn. Chị ngon miệng luôn nha. Ba ông lên đất nhà rồi ổng hỏi sao xin giùm được không? Ai? Ba ông thợ nhà mồ á. Giờ ở trên nóc nhà rồi. Chứ hỏi mấy ổng xuống rồi mấy ổng ra đi. Đâu phải trên nóc nhà hoài đâu. Ai biết đâu rồi, đang lợp nắp mà, đang lợp tóc. Để thấp thấp luôn nha, để nó. Ừ. Đây, đây cháu gửi nha. Dạ em cảm ơn. Chú bành bọc giùm con đi, con lụm vô cho lẹ. Dạ. Gì đi cho nhanh. Này hết rồi không bố? Rồi con gửi chú nha. Hôm nay là được cô Hằng chú Cảnh gửi tặng nha. Rồi, cảm ơn. Rồi con chúc chú ngon miệng luôn nha. Cảm ơn nhiều. Cái bự. Nè nè nè. Rồi con chúc chú ngon miệng luôn. Rồi cảm ơn luôn. Dạ cái bọc cái giùm em cái đi. Rồi chưa? Rồi đó. Rồi con gửi cho chú luôn nha. Cảm ơn. Rồi. Được chưa? Rồi. Rồi chúc chú ngon miệng luôn nha. Ông bà nội nè, bác Sáu nè, bác Út nè. Rồi. Anh Nhật nãy chị lấy chưa ta? À chưa, nãy giờ chưa thấy. Có anh Lộng Linh không à? Có chú Linh không à? Rồi con gửi chúc chú ngon miệng luôn nha. Rồi dạch cái bọc ra giùm giùm con đi. 1 2 rồi. Chưa. Bác Út. Rồi chúc chị ngon miệng luôn nha. Bác Sáu. Mày cho tôi chưa nhỏ nè. Dưa nhỏ. Trời ơi. Dưa nhỏ, có dưa nhỏ. Dưa nhỏ bà có dưa nhỏ rồi hả? Dưa nhỏ là dưa đậu mẹ ơi. Dưa nhỏ bà phái dưa tươi nhỏ. Mà 8 trái nha mẹ. Rồi chúc con ngon miệng luôn nha. Mẹ bắt con ơi, chúc tôi. Dạ dạ. Nè bà Tư. Đủ chơi dưa nhỏ. Bà cho trái bự sen vô. Không, bà nhỏ bà đầu nhỏ. Phái nhỏ, phái nhỏ bà Tư phái nhỏ. Cái đi mình đi đồng bữa mình trái trái gì nè. Vậy cổ. Ừ. Ai tới trước lấy trước giùm con nha mấy cô. Rồi. Gà bóc ra luôn. Bóc ra luôn nè đẹp ơi. Rồi tới luôn rồi đẹp ơi. Rồi. Cảm ơn luôn. Rồi còn trái, còn trái, còn trái. Luôn rồi đẹp. Ai đủ luôn kìa. Tới luôn rồi đẹp ơi. Nhưng mà đẹp chứ tới là lui à. Ơi, tới là lui. Nó trơn. Đừng ra đẹp nó thích cỡ á. Sao biết tay luôn. Cái nữa đây rồi, tới luôn rồi đẹp ơi. Dưa đó vậy thôi. Trái nào cũng chín hết trơn á. Đại dưa này là tới lứa hết trơn rồi. Tới luôn rồi đẹp ơi. À lấy cái rồi. Phải không nghe, đừng có sống về chữ nó nhỏ này cho dưa sống không. Tới luôn. Đó mấy bậy nha nha. Có cho mà còn chữ nữa không ơi, mốt nghỉ ăn nha. Chữ nhớ hoài. Bác Út xích xích hoàn tiện chút đi bác Út, hồi con thục vô mặt bà quá bác Út. Chết lắm.
khách rồi hả? Giờ tại rồi con gọi chúc con ngon miệng luôn nha. Được chưa? Cái nhỏ xíu thôi. Chiêu. Lấy cái nhỏ ra để cho bự. Đây. Rồi. Đó ai có mặt mới xin năm ơi. Đó đứng mày thấy. Tại. Kêu vô năm ơi, kêu vô. Thanh vô lấy này Thanh. Rồi để đây đi, Rồi để đây đi. Rồi bạn Bọc kìa. Rồi bạn Bọc tới đi cho bé đứa bé kia trước coi. Rồi đủ chưa? Cảm ơn nha. Cái nào thì nước dữ rồi ta. Mồ hôi. Rồi trái đó thúi rồi kìa. Rồi đủ rồi. Tới. Rồi. Rồi. Được chưa? Rồi chúc con ngon miệng luôn nha. Rồi, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn nhiều. Rồi, chúc năm ngon miệng luôn. Ăn ngon rồi đó. Dạ. Ăn ngon. Rồi. Nước cá vô đây nè. Bóng hồn nha. Bóng kêu tay. Rồi, con chúc chú ngon miệng luôn nha. Dạ. Rồi. Đây chú ơi. Rồi, chúc chú ngon miệng luôn nha. Chú lãnh anh cho bé con đợi chú ngoài đường về. Rồi con gọi chú luôn. Rồi, lấy xuống. Rồi, bọc. Chắc này tới mình Bạch Bọc rồi. Nhóm như chợ mà. Trời chợ chồng hổm. Nhóm đông vô bây giờ chắc mày bắt yêu quá rồi. Nhóm chút xíu là tàn đúng không? Rồi chú vô lãnh vô lãnh nè. Dạ chú. Đây cho con gửi luôn chú ơi. Chúc chú ngon miệng luôn nha. Ơi. Rồi đây nãy ai giờ ai lại trước đây. Đây cho gửi. Hôm nay là được cô Hằng với chú Cảnh gửi tặng nha. Chúc là chúc sức khỏe đến bà con. Đây cho con gửi chú. Vô bọc sẵn trước đây mấy cô đi làm này trước. Dạ. Đây xưởng bọc chạy ra lấy nè. Đâu còn ai xưởng bọc nữa không? Rồi hết thì cô chết. Dạ. Rồi đây cho con gửi luôn cô ơi. Rồi chúc mấy cô ngon miệng luôn nha. Dạ rồi tới luôn con. Cô cảm ơn. Rồi đây con sách nổi không? Cô cảm ơn chưa? Dạ, giỏi. Để hai trái nó hai trái tự nhiên gì nè. Ngoại. Không hai trái được. Đây, đây cho con gửi rồi gửi cho chú hai trái hả? Không lấy cho chú đi tại tổ có đi động hay đi động. À. Cái này để ăn lâu được mà. Không sao mới bẻ không sao. Bọc vô đây cho hai trái. Đây cho gửi luôn kìa. Miệng bọc đi không có hai trái ba trái hết trơn. Lấy hai trái này cho ổng đi. Rồi, hai trái luôn. Rồi chúc chú ngon miệng luôn nha. Lấy ra đi. Rồi đây cho cô gửi. Còn nữa hả? Rồi cho cô gửi nha con. Rồi. Bà cái chịu cho. Rồi. Hai sao đó trời đó trời. Thở mạnh cho bộ bà mạnh chứ. Rồi con gửi cho bà Tư luôn. Mẹ. Chúc bà Tư ngon miệng luôn nha. Nè bà. Nửa tháng nữa em chưa có ăn được. Rồi nhà lậu ở xíu còn hết luôn. Nằm trước ai cũng teo. Ủa dám hay trái nào nó bốc cầm trái đó. Cái này hoài. Đứng chịu hoài luôn mà đâu có chịu buông. Cảm ơn rồi. Rồi chúc bà ngon miệng luôn nha. Ba cô với bà gái. Hỏi cho ngay cho tôi luôn. Xuống xe. Xuống xe đó đè cho nó bốc nữa nè. Rồi cho gửi chị luôn nha. Chúc ngon miệng luôn. Xuống xe. Mấy cái chồng chồng ngon lắm đó hai ơi. Hai bán đồ ngon để cho tao. Rồi chưa? Rồi xong. Bắt hồ dưỡng của ta. Yeah. Nè bà hai. Dạ, trái tàu bàn cầm nó cũng bốc chưa? Rồi. Đó. Dạ. Sẵn đó.
Rồi chị lấy giùm em luôn nha. Chúc rồi, ngon miệng luôn nha. Chị nào vô lấy luôn nè. Nè. Rồi đây cho em gọi luôn nè chị ơi. Rồi chúc chị ngon miệng nha. Được chưa? Đủ chưa? Tới tới nữa ha. Rồi đây cho em gọi luôn chị. Sống bỏ lại đó. Cái bự cái nữa đi bài. Được chưa? Phải 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 bốn phải bốn. Được đi. Rồi đủ lấy nha. Ừ. Đây con. Rồi lấy nha chú. Rồi đây cho gửi chú ơi. Chúc con ngon miệng luôn nha. Ở dưới coi chưa lấy, chưa lên lấy chú ơi. Rồi có liền. Đủ chưa? Rồi. Chơi cho bà hai hai trái dưa. Cho cái gì ăn cái nấy, không có chê gì chê. Được chưa? Phải đồ mua cho chê. Cho bà hai hai trái dưa đường. Mày đây cho gửi con ơi. Cho con miệng luôn nha. Ô nổi không? Nổi không? Ba người là không kịp, và ba nữa. Bởi vì bà hối nè. Ba này. Quá dữ nè, bố ơi, viết lên đây để là ba gượt bố ơi. Ba gượt mình hơn gì hả? Để vô con. Rồi đây chú ơi, con gửi. Rồi chúc chú ngon miệng luôn nha. Rồi mướt mướt. Rồi đây cho cô gửi con nha. Còn chú đứng ngoài đường xin thăm vô lấy nè. Rồi tiếp vào chuyện ơi. Đây chú Tư miền Tây cho con trái dưa hấu miền Tây nè. Vậy thôi. Đây đây tới luôn cho gửi luôn chị ơi. Rồi chúc chị ngon miệng luôn nha. Rồi tới luôn con. Em cảm ơn. Rồi. Đây, cho gửi nha. Bốn đi nhau chị bốn. Đây. Tới luôn chị ơi. Rồi. 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 Ta chê, chê con bầu không phải chê con già. Rồi. Đã không chờ ta lấy trước không hả? Tới luôn đi chú. Rồi đây cho con gửi luôn. Chúc chú ngon miệng luôn nha. Dạ. Rồi cô. Đây cho con gửi luôn cô ơi. Chúc cô ngon miệng luôn nha. Dạ. Cảm ơn. Dư, đem số. Rồi. Đây cho con gửi luôn coi. Rồi đi vô mấy đứa ơi. Lẹ vô con. Ủa sao nhìn giờ thấy lạ quá hả? Vậy hả? Đây cho gửi luôn em coi. Cảm ơn chị. Rồi. Rồi đây cho con gửi con nha. Rồi còn đứa nào nữa không? Nè chắc vô liền. Đây con gửi cho chú nha. Chúc chú ngon miệng luôn nha. Ê bác Năm ơi. Rồi con gửi. Chúc bác Năm ngon miệng luôn. Con có lấy không? Ờ con đi vô con. Nè lấy lại đây, sao hiền dữ vậy? Dạ cảm ơn. Rồi. Đây, gửi tới ba luôn nha. Rồi. Ôi, chú làm gì mà đẫm mồ hôi chưa rồi. Dạ gửi chúc chú ngon miệng luôn nha. Đây con gửi dạ. Cảm ơn mấy vị luôn nha. À, ở ngoài ngoài có xe gù không ta? Để con mấy ông bỏ hộ ngoài hả? Năm phận ngoài đi. Để ghé vô cũng phận. Tám. Rồi đây cho con gửi cho tám nha. Rồi được rồi. Rồi lấy xuống gỗ luôn đi. Không không, còn đây nè. Cái trái này được. Trái này lên nổi không? Này mình lấy ăn vậy đó, năm trái luôn được rồi. Đây, đây hôm nay là cô Hằng với chú Cảnh gửi tặng phần đặc biệt cho bác Sáu. Bác Sáu cảm ơn cô Hằng với chú Cảnh nha. Rồi để con gọi xuống đây, để con gọi xuống. Rồi con để đèn bên đi, lát con bưng ra xe cho. Vậy cảm ơn cô Hằng, chú Cảnh với mấy đứa cháu. Dạ. Xe bốc thằng đi. Đây cho con gửi gửi luôn chị. Rồi cảm ơn. Dạ. Rồi chắc lên xe. Thiếu Hiếu Bọc. Đợi chút xíu. Dạ con, dạ con cô, dạ dạ bà.
Này hả? Cho bà ba hả? Dạ đây, bà ba gửi tặng bà ba vé. Về Việt Nam xin dưa hấu ăn á. Dạ. Chưa đi dành hấu hả? Ờ, giờ rồi. Gặp dễ từ chị ba về, chị phải không? Bắt ốc. Bởi gì? Đây bác Út ơi, đây gửi cho bác Út phần rồi. Cảm ơn luôn. Đặc biệt cô đảm ơn. Con chút xíu rồi không? Tại vì con hết bọc rồi. Phải đi bọc vô tiêm nữa mới đủ. Đây đây. À cho bà Út phần đi, nãy bố có đi không được. Thêm hai. Là hai phần với bà. Phần nó là đủ. Là đủ luôn. Đủ luôn nhận. Rồi. Vậy chờ con chút xíu nha mấy cô. Trời, sao tôi thấy xe mới chờ hiểu quá. Ờ, không ai lấy mấy cái đó. Để cái đó cho mấy anh thợ hồ. Để trao cho mấy anh thợ hồ. Để dùm bỏ xe được không? Giờ xe vô anh ơi. Rồi bây giờ Duyên đẩy ra cho mấy chú mấy anh ở ngoài đây nha. Đây đây mấy chú dưa hấu mấy chú ơi. Dạ. Ủa ngoài đây 6 người lận mà. Bên kia lấy rồi. Lấy rồi hả? À, rồi vậy cho em gửi nha. 4 người phải không? Còn 4 người đây là 4 bọc nè. Đó. Thì hôm nay là được cô Hằng với chú Cảnh gửi tặng ăn lấy thảo nha. Cảm ơn cô Hằng với cảm ơn cô Hằng luôn. Dạ, rồi gửi cho hai anh ở trên nóc luôn đi ha. Rồi đây rồi trả xe gùa luôn. Cảm ơn nhiều nha. Dạ. Bọc về tới rồi cả nhà ơi. Đây tới luôn cô ơi. Đây hôm nay là cô Hằng với chú Cảnh gửi tặng nha. Ăn lấy thảo. Tới luôn nha. Dạ, dạ. Chúc chị ngon miệng luôn. Dạ. Dạ. Rồi tới luôn. Dạ. Chúc cô ngon miệng luôn nha. Có thêm hai với bà Út chưa? Viên bọc luôn. Lấy ra bọc hả? Chị Duyên, dưa hấu là chị Duyên ơi. Rồi đem xe cho bà luôn đi. Rồi đây. Nãy phải không? Đây chị. Dạ, chúc chị ngon miệng luôn nha. Rồi, rồi hiếm bà. Đặc biệt thì cô gửi tặng là mỗi trong gia đình là mỗi người 8 trái nha cả nhà. Gọi tiền không? Em tiền không? Cảm ơn anh chị. Ông bà nội. Chúc anh chị nhiều hạnh phúc. Hết rồi. Hết rồi. Ông có nè. Đây cô ba xin cho bạn tặng. Này này ông. Này là ông bà nội phải không? Rồi, rồi này là gửi cho chú Tùng ông bà nội. Còn này của chị với cô Cưng hả? Là đủ hết hả phong? Thì cũng cái phần dưa hấu con cũng đã gửi tặng cho bà con xong rồi đó cô chú ơi. Thì một lần nữa là con cũng thay mặt cho bà con cảm ơn cô chú rất là nhiều nha. Thì con cũng cảm ơn cô chú đã dành tặng phần dưa cho con. Chúc cô chú thật nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống lẫn công việc luôn nha. Giờ thì con cũng xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video nha. Giờ xin chào và hẹn gặp lại ở video kỳ sau. Bye bye.